Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Ev Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 509 4480 714 756 1070. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 7889. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài Lido Sài Gòn TV trong chương trình Cà Phê Sáng Cuối Tuần cùng với Nhi Huyền và Lê Thái. Thưa quý vị, chó, mèo hay là những cái con động vật mà thú cưng ở trong gia đình là một trong những cái con mà như quý vị đừng cũng đã biết, chúng ta khi mà đã nuôi rồi thì thương nó vô cùng. Nhiều người ta còn thương hơn con, thưa quý vị. Chết là khóc luôn á. Thì chuyện bình thường, cái đó là Lê Thái đã từng trải qua rồi chứ không phải không đâu. Tại vì khi mà mình đã có một cái tấm lòng yêu động vật rồi mà mình thương cái con đó, nhất là cái con mình đã nuôi từ bé đến lớn rồi, thì khi nó có bị bệnh hay là nó bị qua đời, nó bị mất hay là nó bị xe đụng này nọ thì đau khổ lắm quý vị. Lê Thái đã từng trải qua những cái thăng trầm về vấn đề nuôi thú nuôi rồi. Rất nhiều lắm rồi, nhiều lắm thưa quý vị. Thành ra là bây giờ cũng chai sạn bớt chút xíu. Ngày hôm nay thì Lê Thái đưa đến quý vị một cái thông tin vô cùng thú vị. Có những người khi mà người ta nuôi những cái con động vật, con thú nuôi đó thưa quý vị, chó hoặc mèo này nọ, thì người ta cùng những cái con chó, con mèo đó của người ta bị mất đi thì người ta vô cùng buồn, và người ta muốn giữ lại một cái hình ảnh của những cái con đó, người ta muốn lưu lại, người ta không biết bằng cách nào. Thì ngày hôm nay Lê Thái đưa đến quý vị một cái thông tin là những cái người này người ta có thể chi từ 50.000 Mỹ Kim cho đến gần 100.000 Mỹ Kim để mà người ta nhân bản cái con thú cưng người ta, để mà người ta có thể sở hữu những con thú cưng nó giống như những con thú cưng ở trong quá khứ của họ. Kính thưa quý vị, thông tin này đến từ Hoa Kỳ của chúng ta. Khi chú chó mà sống cùng một cái gia đình 14 năm qua đời á, thì anh Roberto đã bán một cái tấm lụa quý để gom 50.000 Mỹ Kim để mà anh đi nhân bản một cái con chú chó giống hệt, giống cái con chó mà anh đã nuôi, giống như người bạn thân thiết của anh đã chết trong quá khứ. Và anh là một cái nhà tạo mẫu tóc tên là Roberto Novo, năm nay là 62 tuổi, đang sinh sống ở thành phố New York. Và trên màn ảnh thì quý vị xem hình ảnh của anh đang ôm một cái con chó. Cái con này là Friend Bull thưa quý vị, rất là mắc tiền. Hiện nay cái giá trị của con này là từ 2.000 Mỹ Kim trở lên cho đến 5.000. Có những con là 10.000, 10.000, 20.000, rất là nhiều. Dạ vâng. Thưa quý vị, anh đã gặp con chó Friend Bull này, hay người ta gọi chung là Bulldog, tại một cái cửa hàng thú cưng cạnh cái salon của anh 15 năm về trước. Và anh này đã mua cái con chó với giá là 1.600 Mỹ Kim. Và khi mà anh đến năm anh 12 tuổi, khi mà anh 12 tuổi thì anh đã chi đến 1.600 Mỹ Kim để mà anh lưu lại cái DNA của con chó này tại công ty nhân bản động vật. Công ty này tên là ViaGen Pets ở thành phố Texas. Và đầu năm 2020 thì Machito là tên của con chó đó thưa quý vị, đã vô tình bị chết sau một cái mũi tiêm bệnh dại thường kỳ mà anh vẫn hay tiêm cho nó, mà nó tự nhiên bữa đó thì nó bị sốc thuốc, nó chết bởi vì cái mũi tiêm bệnh dại này. Anh vô cùng đau đớn và quyết định tiếp tục nhân bản con chó của mình, mặc dù có chi phí rất là lớn, lên đến là 50.000 Mỹ Kim, tương đương là 1,1 tỷ đồng ở Việt Nam thưa quý vị. Và anh nói rằng là anh không ngần ngại khi mà anh chi cái số tiền đó và làm bất cứ điều gì để mà tiếp tục có được cái con chó đó trong đời của anh. Và 14 năm bên nhau là chưa đủ, anh cần đến 14 năm tiếp theo nữa. Và anh đã bán một cái tấm lụa, mà tấm lụa này là tấm lụa quý của một nghệ sĩ nổi tiếng tên là Andy Warhol. Và đây là cái món đồ anh sưu tầm từ nhiều năm trước và được đánh giá cao để chi trả cho việc nhân bản chó. Và kính thưa quý vị, nhân bản thú cưng đã trở thành một cái xu hướng trong những năm vừa qua. Và không chỉ những người mà người ta có tiền thưa quý vị, người ta mới làm cái việc này. Mà có những người người ta cái tiền người ta không có nhiều, tiền người ta chỉ bình thường thôi, không có nhiều, nhưng người ta vẫn sẵn sàng để mà người ta ăn uống đạm bạc để có thể mà hồi sinh cái con vật yêu quý của người ta. Tại Mỹ thì công ty ViaGen Pets là một trong những cái công ty duy nhất cung cấp cái dịch vụ mà lưu trữ cái DNA của con chó để mà nhân bản, và với giá là khoảng 50.000 Mỹ Kim. Tại Hàn Quốc thì doanh thu này từ dịch vụ nhân bản của công ty thú cưng Suoam đã gấp đôi trong 5 năm qua. Và công ty này tên là Black Russell. Giám đốc của công ty này nói rằng là nhiều khách hàng của trung tâm của cái bệnh viện của ông đã là những cái người khách vô cùng giàu có những người là hàng thượng lưu hoặc là có những người trung lưu luôn, và cái niềm vui của họ nhận được từ những cái con vật nó đáng giá hơn nhiều so với họ mua, họ nhận một chiếc xe hơi, và họ nói như vậy có nghĩa là họ sẵn sàng họ bán một cái chiếc xe hơi thật là đắt tiền để mà họ nhân bản lại cái con chó mà họ đã bị mất trong quá khứ. Wow. Trong khi đó thì một cái cựu cảnh sát ở thành phố New York ở Long Island, ông tên là John Medola, đã đổi chiếc xe Lexus hàng sang của mình để có thể có tiền để mà nhân bản một cô chó tên là Princess giống Situjala, và để mà khi mà nhân bản cái con chó này rồi thì ông nhân bản đến 2 con để mà nuôi trong gia đình. Sau khi mà cái con chó cái của anh đã bị mất, thành ra anh bỏ ra số tiền rất là nhiều, 50.000 Mỹ Kim để mà nhân bản ra 2 cái con chó này, thưa quý vị. Và năm sau thì Princess chết, và anh đã dồn mọi cái nguồn lực cũng như là chi phí để mà nhân bản 2 con chó này, và Ru vô cùng vui mừng khi mà những gì anh đã bỏ ra. Và anh nói rằng hiện nay thì 2 cái con chó này của anh đó, nó quấn quýt anh giống như là con chó cũ, và cái tính tình từ cái nít ăn nít uống, từ những cái mà nó giỡn, từ tiếng thở cho đến những cái món đồ chơi mà nó chơi, nó chọn nó chơi trong hiện tại đó, y chang cái con chó mà Princess cũ của anh hồi đó mà anh đã nuôi. Và đây là cái con chó cái tên là Princess Charmin và con Princess Ariel, là 2 cái con chó mà anh đã nhân bản thành công. Wow, con chó ấy so cute. Thưa quý vị cũng biết ở bên Mỹ mà còn bây giờ ở bên nước ngoài cũng vậy, mà nuôi chó mà để mua những cái loại chó như thế này mà hiếm như vậy rất là mắc tiền, phải không Lê Thái? Dạ vâng. Và bản tin kế tiếp đây là một trong những cái bản tin cũng đã rất là quan trọng cho quý vị, thưa quý vị, đó là về giấc ngủ. Như quý vị cũng biết là tăng cân hay giảm cân thì cũng liên quan tới cái giấc ngủ của mình, thưa quý vị. Nếu mà mình ngủ quá ít thì mình cũng sẽ làm tăng cân, tức là ít có nghĩa là từ 6.5, là từ 1 cho tới 6.5. Ngủ nhiều có nghĩa là ngủ đủ đó, thưa quý vị, là từ 7 cho tới 9 tiếng trong một buổi tối. Như vậy thì cái giấc ngủ mình nó mới đầy đủ được. Trong một thử nghiệm lâm sàng của một trung tâm là họ đã thử nghiệm 80 người lớn. Một cái nhóm nhà nghiên cứu từ Đại học Chicago và Đại học Wisconsin Medicine đã phát hiện ra việc kéo dài giấc ngủ làm giảm lượng năng lượng và dẫn đến sự cân bằng năng lượng tiêu cực trong môi trường. Và những người lớn và thường xuyên mà họ bị thừa cân, họ bị lên cân, đó là giấc ngủ của họ đã bị giảm và rất là ít. Và những phát hiện này đã được đưa lên trên tạp chí JAMA International Medicine. Béo phì là một mối quan tâm lớn về sức khỏe của cộng đồng. Và theo tiến sĩ của ASSA Tassali, giám đốc trung tâm giấc ngủ của Đại học Chicago, đã nói cho biết rằng là cái dịch bệnh béo phì trùng hợp với một cái mô hình ngủ là do những người mà họ ngủ ít hơn. Và theo ông ta quan sát cho thấy vừa qua là phần 3 là dân số của người Hoa Kỳ là ngủ không đủ, là từ đến họ ngủ rất là ít hơn 7 tiếng một giờ, thưa quý vị. Cái giấc ngủ đủ là mình phải ngủ từ 7 tới 9 tiếng một đêm. Bằng chứng đáng kể cho thấy ngủ ít hơn 7 giờ một đêm thì có liên quan đến hậu quả bất lợi cho sức khỏe, và bên cạnh đó cũng làm tăng cân nữa. Và theo thử nghiệm lâm sàng đầu tiên cho biết là họ sử dụng 80 người từ 21 đến 40 tuổi và có khối cơ thể là từ 25 tới 29.9 và thời gian ngủ theo thói quen là 6.5 giờ mỗi đêm. Và nghiên cứu đã thực hiện từ ngày 1 tháng 11 năm 2014 cho tới 30 tháng 10 năm 2020. Và những người tham gia họ tăng cái giấc ngủ của họ lên từ 1 tới 2 giờ mỗi đêm. Và nói chung, theo nhìn chung cho biết là những người tham gia tăng cái giấc ngủ, họ có thể giảm lượng calorie trung bình từ 270 calorie mỗi ngày. Và những người này họ có thể giảm at least 12 kg giảm cân trong 3 năm nếu mà họ ngủ đủ và cái giấc ngủ của họ trên 6.5 mỗi đêm. Mặc dù là quý vị cũng thấy rằng giấc ngủ nó rất là quan trọng, khi mà mình ngủ quá ít là hoặc là mình ngủ quá khuya thì mình dễ cái lượng calorie của mình sẽ ăn nhiều hơn vào đêm khuya, hoặc là mình đói nhiều hơn, mình ăn nhiều hơn. Còn mình ngủ đầy đủ thì cái giấc ngủ, cái sức khỏe của mình nó tốt hơn và cái lượng calorie của mình mà nó bị thu hồi vô, nó giảm đi rất là nhiều. Nên vậy cái giấc ngủ cũng là đóng vai trò rất quan trọng trong cái việc giảm cân trong mỗi ngày của mình. Trong ngày hôm qua thì Lê Thái có đưa đến thông tin về cung giấc ngủ cho tất cả quý vị khán giả được biết. Về cái giấc ngủ, nếu mà chúng ta ngủ không đủ thì tự động trong cái não của chúng ta nó sẽ sản sinh ra một cái gọi là cái tế bào ăn não. Nó ăn luôn cái những cái tế bào não của chúng ta, nó khiến cho chúng ta bị bệnh Alzheimer cũng như là bị một cái số bệnh về mất trí nhớ, về thần kinh cũng như là về những cái bệnh liên quan đến thần kinh, thưa quý vị. Cảm ơn chị Nhi Huyền đã đưa đến một cái thông tin về giấc ngủ cũng rất là ý nghĩa trong ngày hôm nay, và hy vọng rằng sau những cái thông tin mà Nhi Huyền và Lê Thái đưa về cái giấc ngủ đó thì chúng ta có thể cải thiện giấc ngủ của chúng ta bằng cách là chúng ta đi ngủ nhiều hơn, và chúng ta có thể tranh thủ chúng ta ngủ sớm và ít lướt điện thoại. Quý vị giống như Lê Thái cũng vậy, hay tập, có nghĩa là khi mà đến giờ mà cần ngủ rồi thì bỏ điện thoại xuống và kim sạc, xong rồi chúng ta đi ngủ, chứ em không có cái thói quen mà để mà tắt phone luôn ha. Không có tắt phone, vẫn để silent, nhưng mà mình để đó, và tại vì em phải để cái alarm để báo thức dậy buổi sáng để đưa con đi học rồi. Mà không thể quen ngủ quên xong. Thành ra là nhưng mà ít, dạo này thì ít lướt web lại để mà có thể có được cái Facebook đó, giấc ngủ tròn trịa hơn. Tại có con có cái mình phải bảo vệ sức khỏe mình chứ, đúng không? Đúng thế. Dạ vâng, và thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần 3 Cà Phê Sáng Cuối Tuần. Nhi Huyền và Lê Thái xin quý vị hãy giữ màn hình. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo, những thông tin thương mại, bảo trợ cho đài.